của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Nhi lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa, mình lô mai giống, mai ghép giống giả tự xoắn với lại một số loại mai giống mới ha cô chú anh chị ha. Ghép gốc nhớt ha cô chú anh chị, gốc đế đẹp luôn cô chú anh chị, với lại là lô xoắn thì em Nhi sẽ giao lưu là cái loại ghép gốc tứ quý cô chú anh chị ha. Mất giá siêu hữu nghị luôn. Mong cô chú anh chị xem được cái nào mình ủng hộ cho em Nhi nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình gặp luôn em Nhi đi, em Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi chào em Nhi nha. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh nha. Hôm nay là kênh em xin giao lưu cô chú anh chị lô mai nhỏ và lô mai xoắn nha. Cũng mong cô chú anh chị xem được ủng hộ em ạ. Vô cái clip hôm nay em xin giới thiệu cô chú anh chị mà là lô mai xoắn cái cốc tứ quý của em nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Thì ở đây có cái mặt bông là do cái lá chèn ép có bông nó không có nở đầy đủ hết. Nè, gốc tứ quý nha cô chú anh chị. Nè cái tục gừng nè cô chú anh chị ha. Nè, gốc tứ quý nha. Em bảo đảm là gốc tứ quý nha. Bảo đảm gốc tứ quý ha. Dạ. Đó. Cái này là trời ơi, hàng có quấn đế hết luôn nè. Dạ. Hàng này hoành nó là từ em lấy thấp nhất là từ 6 7 8 nha cô chú anh chị, có 9 luôn nhưng mà ít lắm, em lấy nói chung lấy từ 6 7 8 nha. 5 6 7 8 ha. Dạ. Lấy từ 5 đi em, tại vì anh thấy cây này chắc cỡ 5 mà. Nè, cây nào cũng có quấn đế cho cô chú anh chị mình hết ha, quấn bí rồi luôn nè cô chú anh chị nè, 4 mũi bí luôn nè ha. Dạ. Đó. Nói chung là cây nào cũng có đế nè. Hết bí rồi này nọ nè, ở dưới á. Cô chú anh chị muốn thấy cái đế rõ hơn cô chú anh chị mình đôn lên giùm em nha. Nâng còn đế cái này là em làm gì cho chắc đó thôi chú anh chị. Gốc tứ quý hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cái này thì mình giao lưu giá sao vậy em? Dạ 70.000 cây nha cô chú anh chị. 70.000 một cây. Hai cây gửi hàng. Rồi bao nhiêu dạ. cây mình bao ship vậy em? Dạ ba cây bao ship cho cô chú anh chị. Rồi, hai cây gửi hàng và ba cây bao ship ha. Hai cây và ba cây nó ở đâu mình thêm tiền mình mua thêm nha, cũng như là tiền ship thì cũng là 30 mấy ngàn rồi cô chú anh chị, 35 ngàn. Nó hai cây mình tiền ship 35 ngàn, mình thêm 35 ngàn nữa mình lấy thêm cây nữa nhà vườn bao ship cho mình luôn nha. Đó. Dạ. Với lại cô chú anh chị mình có thể mua mai nhỏ mà lấy thêm cái này cũng được nha. Rồi hồi nãy em có giới thiệu là mai nhỏ đó đúng không? Dạ đúng rồi, mình lấy thì mình ship chung thì em đỡ hơn thì em bao ship luôn ha, ví dụ dạ. như mà lấy cái kia chục lấy cái loại kia 5 7 cây gì lấy đủ số lượng mà em bao ship rồi thì mình lấy thêm một cây này em như vẫn bao ship luôn ha. Nói chung là hàng đủ nói chung mà tầm 300.000 hay hơn 200.000 là em sẽ bao ship cô chú gì nha. Rồi hơn 200.000 là sẽ bao ship ha. Dạ. Rồi đó, củ đéo nè đó, củ đế nè nó cây nào cũng có hết luôn nha cô chú anh chị, bao luôn á, hàng gốc tứ quý 100% ha. Rồi dạ. hàng này em bán không có lời thì cô chú anh chị, cái này thì chiều cao mình lấy nha, cái này chiều cao mình lấy 1 tấc 8 ha. Dạ cái này là tại vì em đôn lại nên là thấy tàn nó nhỏ vậy nhưng mà khi mà nó ra xum xê tàn á thì nó sẽ bự lắm nha cô chú anh chị, em đôn mà em cắt vô sát luôn á. Nè cây nó đang ra đọt nè cô chú anh chị, phà luôn nè. Hàng này là hàng đôn chứ không phải là hàng mà em cắt em lấy bo rồi em bán cô chú anh chị nha, không có luôn nha, hàng đôn nha. Rồi cái này là cắt đôn nè. Rồi cô chú anh chị ha, thấy nó ra tuột vậy nè ha, là đi vậy nè. Nè nó ra tuột là xanh đâm vậy nè cô chú anh chị nó nè. Rồi 70.000 một cây ha. 70.000 cây thôi. Hai cây gửi hàng, ba cây bao ship. Rồi, dạ. mình giới thiệu loại tiếp theo luôn em ha. Dạ, vậy loại tiếp theo thì giá mà giá nó rẻ hơn. Cô chú anh chị mình xem clip này đi coi được có hiểu không nha, tại clip này thì hàng này thì nó kiểu như là em cũng mới ghép vài tháng đây thôi nha. Rồi, cái này thì mình chưa có thai cái này ha. Dạ, cái này cô chú anh chị mua được thì mình mua về để mà mình trồng đất nha, trồng đất thả vườn hoặc là mình mua chậu về mình thay giùm em nha. Rồi. Cái hàng này em chưa có thai nhưng mà trong đây là quấn đế cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp, với lại là giống mai là nhiều giống mai lắm nha. Rồi, trong đây cũng có nhiều giống ha. Dạ có họ hương cẩm thạch rồi nè, ở trong trồng cẩm thạch ha. Rồi nè, như hoa hồng thanh tú. Cái đỡ này đi. Rồi nhị ngọc tòn đó nè cô chú anh chị ha. Dạ. Có Sài Gòn nữa. Sài Gòn. Dạ. Nó bình lợi rồi trong đây luôn cô chú anh chị ha. Nói chung trong đây toàn là giống mới không, nói chung là đẹp nha cô chú anh chị. Cái này thì cô chú anh chị mình giờ bây giờ cái em này thì nói chung là cũng, thôi. Cũng cái này thì mình cũng khoảng tầm chục giống ha em ha. Dạ chục giống mà toàn là giống vip không á. Hơn chục giống luôn. Ví dụ như giờ cô chú anh chị mình lấy một chục cây chục giống đi ha. Em cô chú anh chị nói vậy, mình không lấy dảo hay gì đó. Thì mình nói với em Nhi nó dảo không cây lựa nó lấy cúc không cho ha. Dạ. Nè, để cái bông nè cô chú anh chị ha. Cái này để cái bông nè. Trong đây toàn bộ cái đều có đế nha cô chú anh chị. Là gắn nè, bông là rất là nhiều luôn, đế bí thì, nữa. Đế thì mình có lựa không cho dạ lựa không em? Nha. Trong đây thì cây nào bảo đảm cũng có đế và nói chung là ví dụ như trong vòng chú chị 10 cây đi thì trong đó chắc chắn sẽ có gắn và có một cây gắn, có vài cây gắn bí được bí, nha. Bông đủ kiểu ha. Đúng rồi, đủ kiểu luôn. Nói chung có là bệ nữa nè, bảo đảm nha. Có rễ bệ nữa nè cô chú anh chị. Nè, em nhổ cái cỏ cái này cô chú anh chị mình thấy rõ cái nói chung là đế vip không mà em bảo đảm chị cái hàng này em định thai nhưng mà tại vì bây giờ chật nền quá, nếu như rồi. Mà em thai lên thì em bán cái hàng này là 30.000 50.000 cây là bình thường, nhưng mà bây giờ em chật nền quá rồi cô chú anh chị để không làm kịp
để bí nè cô chú anh chị, 2-4-5 muối luôn cô chú anh chị ha. Đó. Trời ơi bí gắn là tùm lum hết cô chú anh chị, quay bí sơ gắn đây bông rồi. Bính bệ lò xo con ốc rồi cũng quay sơ thôi là thấy đế nổi lên luôn, mà trong khi em chưa có hai chưa đôn đế gì hết trơn là bí nó nổi lên chị vậy đó. Lừ thư hết trơn đế con gắn bự nè. Dạ. Đây con gắn nó nè, trong đây thì có hoa hồng rồi nè nha cô chú anh chị, rồi họ hương cẩm thạch Sài Gòn Bình Lợi rồi cũng có, rồi đây còn cũ họ hương cũng có, rồi đây bí nè, bí bự nè cô chú anh chị, không nhị vô này nọ nè, quá trời luôn rồi, 2-4-6-8 muối bí luôn ha. Dạ. Đó quá trời đủ thứ giống đây luôn. Thì cây này thì nó lùn thôi cô chú anh chị chứ không cao, tại này mới ghép mấy tháng ha, mới ghép khoảng tầm 2 tháng thôi ha. Nhưng mà nó lên mạnh lắm, cô chú anh chị nhìn thôi cũng biết nó mạnh rồi, lên từ pha cái này là luôn. Cái số lượng này thì cũng khoảng tầm cái lô chưa thai này không khoảng tầm 7-8 ngàn gì hết cô chú anh chị đúng ha. Đúng rồi, em bán bớt chứ không đủ chỗ để làm cô chú anh chị. Tại vì bên đây còn nhiều lắm nè cô chú anh chị, mấy cái này thai rồi ha. Nó còn rất là nhiều ha. Đó. Thì dùng của em Nhi nó bán bớt để mà cho tống nện cô chú anh chị chứ giờ nó đâu có đủ đâu ha. Đó. Thì nói chung cô chú anh chị mình thấy cái vườn Nhi cũng khá lớn á, nên là hàng cũng đảm bảo chuẩn giống cho cô chú anh chị mình nên cứ an tâm ha. Không đủ, nói chung không là cây có đế hết trơn nha cô chú anh chị. Dạ. Nè, đế là so nè. Đế này đế nổi nè, nổi lên là sẽ như này nha. Đế là so ha. Dạ. Rồi đế bí đều đủ hết. Nói chung là đa phần trong đây ha, khoảng 90% là toàn bộ là đế gắn, đế bí, đế lò xo, đế bính, đế bệ, rồi đế hình cái bông. Đó, toàn bộ là 90% ha, chỉ có 10% trong đó là những cây đế cũ thôi. Nên là cô chú anh chị mình mua đà bao cho cô chú anh chị mình là toàn bộ là có quấn đế hết ha. Dạ, bệ luôn này cô chú anh chị. Rồi cái này thì mình giao lưu với giá làm sao đây em? Dạ cái này em giao lưu cô chú anh chị giá chỉ 20.000 cây nha. 20.000 cây. Cái này về cô chú anh chị mua trồng nhỏ mình thay vô, xong mình trồng đất cũng được. Rồi. Dạ. Thì cái này thì cô chú 20.000 một cây này ha, thì cô chú anh chị mình không có được lựa đế ha. Cây thì cô chú anh chị mình có thể mình lấy nhà vườn sẽ lấy cho cô chú anh chị mình 10 cây 10 giống hoặc là 10 cây 5 giống ha. Rồi hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thêm còn được. Nói chung là em Nhi sẽ không có lựa đế cho mình ha, mình không có thể nào mình lấy. Dạ tại vì rất là nhiều cô chú anh chị, em lựa nó không có nổi luôn á, tại nhiều như là cô chú anh chị thì cô chú anh chị mình đế thì cũng như nhau rồi cô chú anh chị, mà chắc chắn trong 10 cây đó thì sẽ có gắn hoặc là có gắn, có bí, có bính, có bệ. Dạ đúng có rồi, bông luôn chị. Nó sẽ đảm bảo là sẽ có trong đó. Dạ. Nó nếu mà kiểm tra không có thì nhà vườn sẽ đền tiền lại cho cô chú anh chị mình luôn ha. Mà cái này em nói trước là em mới ghép được vài tháng thôi nên là về mình phải thay lại nha, bể đẹp như này coi. Quá đẹp luôn. Em cầm ngẫu nhiên luôn á. Này sao cao thì mình ha? Nè cô chú anh chị mình thoáng thì em là mới ghép vài tháng thôi nên cây chỉ mới được mấy như này thôi nha. Thôi cô chú anh chị chưa được chắc cả 7-8 xăng tới 10 xăng nha. Dạ. Rồi. Cái chỗ nào bán này nó lên cây mai phát triển không mấy hồi hết trơn, nó chủ yếu đế thôi cô chú anh chị, em nói thiệt. Rồi, cái này thì bây giờ mình giao lưu giá làm sao nè em? Dạ cái này em để cô chú anh chị mình giá 20.000 cây nha. Rồi, bao nhiêu cây mình gửi hàng? Dạ 10 cây gửi hàng nha cô chú anh chị. Mua rồi. 10. Mua 10 có tặng 1 em. Dạ. Hoặc tặng luôn á, mua 10 tặng 1 của chú anh chị luôn á. Rồi. Bao nhiêu cây thì mình bao ship em ha? Dạ 20 cây bao ship nha cô chú anh chị. Rồi, 20 cây mình bao ship. Tặng thêm 2 cây luôn. Rồi, 20 cây bao ship và tặng luôn cho cô chú anh chị mình 2 cây ha. Hàng đế thì như vậy nha cô chú anh chị, đảm bảo cho cô chú anh chị ha. Đó, cái số lượng rất là nhiều hết trong đây thì nói chung là có nè nhị ngọc toàn nè, hoa hồng thanh tú, thọ hương cẩm thạch, thọ hương nè, rồi cúc phíp nè, cúc bi nè, rồi gì tùm lum tùm la trong đây hết luôn ha cô chú anh chị ha. Hoa hồng thanh tú nè, tùm lum hết trơn, rất là nhiều giống trong đây luôn. Em quay sơ sơ cho cô chú anh chị mình nè. 7-8 ngàn cây mà cô chú anh chị mà rất là nhiều giống mới trong đây nè, nổi đế lên vậy nè. Trời đất quỷ hả. Cái này nổi đế nè, nó bóc mỗi phát luôn cô chú anh chị ha. Nè. Dạ không mỗi có lựa luôn, nói chung luôn. Là đế bảo đảm là đế đẹp vậy không á, em không để có lựa. Gần gần nhau nè, nó dạ. Nè. Cây nào ok em mới lựa em bán để em lấy uy tín với cô chú anh chị mình còn mua, không hỏi em gì dài mà cô chú cứ yên tâm nha. Thì dạ. Mấy năm trước thì cô chú anh chị cũng có mua mai nhỏ của em thì cũng biết rồi nha cô chú anh chị. Nên dạ. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm đợt này nha. Rồi. Hàng này thì rất là đẹp như thế này. Rồi. Rồi cũng mong cô chú anh chị xem được hiểu hộ nha, mình có mua chung với mai sắn mình gặp lớn mai nhỏ thì cũng được nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Thì giống như là ví dụ giờ cô chú anh chị mình lấy một chục cây mai nhỏ này. Dạ. Với lại mình lấy 2 cây sắn là mình sẽ bao ship. Dạ đúng rồi. Rồi. Ví dụ như là cô chú nói chung là cô chú anh chị mình nói chung là nếu như mà mua 3 cây mai sắn thì nó khoảng 201 là nhà vườn bao ship đúng không? Còn cái này ví dụ như cô chú anh chị mình mua lộn xộn thì đơn 300.000, trên 300.000 thì em Nhi sẽ bao ship. Dạ. Ủa? Không, trên 200. 250. Dạ. 250 là nhà vườn sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình nếu mà mua lộn xộn. Dạ, còn ví dụ như mà cô chú anh chị mình mua một loại thì cô chú anh chị mình chỉ cần 200.000, trên 200.000 là nhà vườn sẽ bao ship ha. Dạ.
Dạ, tại cái hàng này em có lời thì cô chú anh chị, tại hàng này em quấn em quấn làm rất là lâu cô chú anh chị, chứ cũng muốn người làm phụ luôn, quấn may nè, nuôi từ nhỏ mà nuôi rồi. Từ cái con nó tí xíu cái hạt á lên á. Rồi. Dạ, cũng mong cô chú anh chị xem được thì hương tình ủng hộ nha. Em xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.